Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Hôm nay xin được giới thiệu các bác về cái mẫu loa loa bãi Bát 30 thương hiệu XX. Không hiểu sao nó sản xuất ra cái thương hiệu là XX, nghe cứ như kiểu là XNXX ấy. Những bác mà biết những cái trang web XNXX thì chắc các bác không lạ lẫm gì đúng không? Đây chắc là cũng liên danh với lại cái hãng này rồi. Vậy em nói chiều vậy thôi chứ dòng loa này giá rất là hợp lý, ngon bổ rẻ. Em có mấy đôi thôi. Mặt ấy căng của nó được bọc lỉ chắn bụi. Ở đây em có tháo sẵn ra để quay cho chi tiết cho các bác xem. Đấy, coi như loa bé tí rồi nghe rất là hay, rất là lách tách nha. Em chỉ nghe một cái thôi. Đấy, không cần phải nghe hai cái. Nghe một cái thì nghe mono. Nghe hai cái nghe xít nó mới hay. Nếu nhìn qua thì mọi người đoán ra ngay là cái dòng này là bát của thằng GCF. Đấy, không lệch đi đâu được. Bát GCF thì cũng có rất là nhiều loại. Nhưng đối với cái dòng bát này thì nói chung là nó cũng khá là nổi tiếng. Với cái mức giá thì cũng không lòng vòng câu giờ, thì em sẽ quay một lượt cho các bác xem về cái nội ngoại thất của nó, xong rồi sẽ báo giá. Kênh của em là báo giá công khai và giá thì nó cũng là cái mức giá cạnh tranh trên thị trường đấy, để cho anh em so sánh và lựa chọn làm sao cho cái sản phẩm vừa túi tiền, làm sao đi mua nó không bị quá là đắt. Sản phẩm khi quảng cáo hay thì nó phải là hay, chứ không phải là cái gì quảng cáo hay. AX này không biết là của cái ông nào ấy. Nhưng loa này là cũng đều là lắp ráp tại Trung Quốc nhá các bác nhá. Loa này là được lắp ráp tại Trung Quốc. Còn bát này thì bát nó nhập khẩu thì không nói. Và đối với dòng tép này, tép này thì cũng nói chung là cũng gọi là tạm được, ổn. Thùng này là thùng cân. Xem công suất của nó bao nhiêu. Có mức giá là hơn 7 triệu nha mọi người nhé. 7 triệu 600 nghìn. Quá ok là gì nè. Công suất là 450W. Tiếp con này độ nhạy gì mà ghi cao này, 112 decibel cơ à. Em về cả loa Angle nhá. Loa này thì quá là chất rồi. Trông vớ vẩn thế này thôi, nhưng mà nếu để toàn loa bát 25 thì những cái dòng thương hiệu này nó là như gọi là đứng top 10 tên tuổi về cái chất lượng cũng như là cái giá tiền ngon bổ rẻ. Loa này thì còn zin hết nhá mọi người nhá. Tất cả còn zin hết. Đây. Tất cả còn zin hết, quay cho mọi người xem cái phần tần nó. Ai chà chà, phần tần con này khá là chất đấy. Phần tần dối nó thiết kế dạng như kiểu là Martin. Đấy, thiết kế giống như những dòng Martin và phần tần dối. Bên trong có tí bông mút tiêu âm. Thùng thùng cân. Đấy. Với cái mức giá như thế này thì em tin chắc rằng không có dòng loa nào ngon mà rẻ được như nó. 7 triệu 600 nghìn anh em nhé. 7 triệu 600 nghìn anh em ạ. Quá rẻ còn gì nữa, đúng không? Các bác tìm được cái đôi loa giá rẻ như này đấy. Mà trong khi đấy nó là hàng bãi xịn. Các bạn, tí là test cho mọi người về cái dòng loa Angle. Các bác biết dòng loa này không? Dòng loa này là dòng loa Fain. Dòng loa Fain khá là hay đấy. Đây, con này thì nếu mà anh em hát karaoke cũng như là chơi gia đình, nghe nhạc, hát karaoke thì rất là hay. Giá thì rẻ thôi. À, lời nó rất là hay nhá. Bát 25 dòng Angle, màu đen màu vàng, anh em thích chơi một lò là một thì chơi. B3 này, các bạn nhìn B3 đeo không? Quá đẹp còn gì nữa. B3
P3 giá chỉ có hơn 7 triệu thôi. DMX, DMX kép neo 8 triệu, đẹp, xuất sắc. Những cái dòng loa này là những dòng loa tuyển chọn đẹp anh em ạ. Những dòng loa tuyển chọn đẹp. ID 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Vàng DK 6000, dòng DK 6000 này thì eco thì vợ tiếng rất là thật, mức giá là 2 triệu 500 nghìn. Chưa bao giờ mức giá nó lại rẻ như thời điểm này, tôi phải nói là quá là rẻ. Còn khá nhiều những dòng loa đây, như cái dòng loa Audio Plan này rất là hay nhá. Con này giá hơn 8 triệu này, 8 triệu 200 nghìn. Bao hay, không hay không lấy tiền. Đó là Deso, em vẫn còn mấy cặp đấy nhá các bác nhá. Loa Deso này, đấy, loa Deso này này nó là vô đối rồi. Trong các dòng loa mà tiếng bass bạo lực hay thì con Deso là ở đây là đẳng cấp nhất. Loa BOB em cũng vẫn còn nhá, đấy, nhưng mà không còn chỗ để. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Nếu các bác mua cái dòng loa này thì liên hệ bất cứ dòng loa nào cũng thế, liên hệ với em. Đây, em có mấy đôi nhá. Đấy. Giá là 7 triệu 600 nghìn anh em ạ, 7 triệu 600 nghìn. Tất cả bao zin. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Lâu lâu rồi thì em cũng rất ít khi lên sóng, tại vì rất là nhiều việc. Đấy, thành ra nó cũng lười lên sóng. Tối nay xem có cái rảnh, có cái mặt hàng nào ngon ngon bổ rẻ thì em sẽ lên sóng các bác. À đây, về được mấy con vang mic này. Mic Bivert này. Nếu được để nói đúng nguyên hàng bãi về nó như này. Tay còn chưa lau chùi nó như này. Đấy, nói gì đây. Đấy, chưa có lau chùi. Đây, dọ riếc còn chưa giặt rũ này. Mấy cái ông Trung Quốc ông hát gọi là đóng bờ đóng cửa đây. Còn khi người ta bán lên cho các bác nó đẹp ấy thì người ta đều phải vệ sinh đi, dọn người ta đều phải giặt rũ đi cho nó sạch sẽ rồi người ta mới bán cho các bác, chứ không có cái mic bãi nào mà về nó còn mới nó đẹp cả. Tất cả hàng bãi là đều nó như thế đấy các bạn. Còn một con vang, một con mà đẩy màu ép kìa, ngon thế kia mà không ai mua, đẹp như mới. Xin chào mọi người nhá.